Như xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Lê Thị Nhi. Trời ơi, mấy tháng rồi mới đi lại chợ Phú Quý. Đáng lẽ là ngày hôm qua đã đi chợ rồi, cô Năm với ở nhà má Nhi đã đi chợ rồi, nhưng mà hôm nay Nhi thèm cái món đậu hũ chiên sốt cà chua với lại nấm rơm á, nên là sáng nay Nhi đi chợ mua đồ ăn để là về làm cái món đó cả nhà. Má Nhi nói là má Nhi làm cái món đó rất là ngon, nên là hôm nay Nhi đi chợ mua về sẽ đưa cho má Nhi làm. Nhưng mà có một cái là hôm nay đi chợ quên đem theo giỏ sách, đi chợ mà đi thi không mà không có đem giỏ sách gì hết trơn á. Giờ mình sẽ đi vô mua nấm rơm với cà chua. Nấm rơm, cà chua, đậu thì mình sẽ lát nữa mình ra ở ngoài cái nhà đang làm đậu hũ nóng á, mình mua luôn. Lâu rồi không đi chợ Phú Quý, chắc cũng phải nửa năm nay, 6-7 tháng nay rồi chưa có đi chợ Phú Quý luôn. Cũng hơi... Hồi trước mình đi mình hay quay á, mình không có ngại nhiều. Nhưng mà bây giờ lâu rồi đi lại á, đi một mình đi quay cũng hơi ngại ngại một chút. Mua thêm ít rau và luộc nữa, chứ không có mua gì nhiều đâu, tại vì hôm qua đã mua đi chợ mua đồ ăn hết rồi. Không biết có hôm nay có nấm rơm nữa, thường nấm rơm không phải là lúc nào cũng có đâu. Còn nấm rơm không gì? Sao không thấy nấm rơm đâu, thấy nấm đùi gà không mà ta? Vậy hả? Để em tìm thử có chỗ nào có không? Vậy là hết sạch luôn rồi hả? Để em tìm thử. Vậy kho cái đậu hũ chiên với lại nấm rơm nó mới ngon. Nhưng cũng không thích ăn nấm đùi gà cho lắm. Mình sẽ đi bọt ngược ra bên kia để đi qua hàng rau. Nhi mua nấm rơm mà Nhi hỏi mấy hàng rồi không có. Còn hàng này chỉ còn hình như còn cỡ lạng à. Thôi cởi lấy đỡ. Lấy cho con cái bì đó gì? Đi 2-3 quầy rồi không có. Dạ. Nhi sẽ mua rau cải với cà chua. Rau cải để mình luộc ăn thêm. Ủa chị hết đậu bắp rồi hả? Còn có mấy que à. Mình lát ngửi vô trong kia thử. Với lại mua thêm ít nấm rơm nữa. Cà chua để sốt cà chua. Giờ trái chín thôi. Như đây đủ chưa ta? Nghe chị, có như đây đủ tốt rồi. Chị đưa mua được có ít nấm rồi. Là bảo chung như đây em. Dạ bây giờ em quay bữa nay sao thấy trời trống trống không ta? Trống kìa. Chị hỏi chừng nào đi làm lại. Đi làm có nghỉ đâu mà đi làm lại. Từ trong tháng cũng đã làm rồi mà. Giờ vô đây tìm cái hàng Nhi quen á, coi thử còn nấm rơm không. Trong này nay xuất hiện thêm một vị bán ốc ở trong chợ nữa. Cái thời điểm mình như đi không có. Mình mua đôi bao tay em để bảo vệ da. Cho em đôi bao tay chị à. Chị đã thêm mua được thêm một ít nấm rơm. Của em hết nhiêu? 35 nấm rơm với kim mừng là 35. Dạ. Của em đâu chị? Cảm ơn Nhi nha. Dạ, mấy tháng rồi, 7-8 tháng rồi mới đi chợ lại. Đi chợ xong rồi cả nhà, bây giờ Nhi sẽ đi về. Ngại quá. Lâu rồi không ra đường quay, ngại quá. Nhi mới đi chợ đem về nhà rồi cả nhà. Bình thường mình không có con nhỏ thì mình đi múc mùa luôn, mình không có giờ vô giấc. Còn có con nhỏ thì bây giờ mình phải đi tranh thủ chị về. Sợ nó khóc, nó đói rồi đó. Dù là có bà ngoại trong nhưng mà mình cũng tranh thủ mình chạy về. Hình như giờ em bé đang ngủ lại giấc một giấc buổi sáng rồi. Trời ơi con Bu cả nha. Bu, tại sao dám uống nước của ông Địa? Nói hoài không nghe hả? Trời ơi, nước của ông Địa để bàn thờ mà nó tới nó làm như nước rót cho nó uống á. Lì nha. Nhi có mua cái nồi chiên không dầu mà lâu lắm rồi chưa có cơ hội để test. Một phần là lu bu chứ lại một phần là cũng không có biết chiên cái gì á, nên là hôm nay sẵn có đậu hũ làm món đậu hũ chiên sốt cà chua thì mình sẽ lấy cái nồi này mình chiên đậu hũ xem như thế nào nha. Đây là lần đầu tiên mà Nhi sử dụng nồi chiên không dầu. Hồi giờ nhà mình không có đâu, cái nồi này Nhi mua cũng rẻ à. Nhi mua có giá có hơn khoảng hình như là 850 hay sao.
cao quá, bỏ xuống thấp như đây. Cái này hình như là theo như tìm hiểu là được sản xuất ở Việt Nam, một công ty Việt Nam. Cái hãng này cũng có nhiều loại chứ, cũng có máy xay rồi các kiểu nữa này, máy ép rồi nồi cơm điện luôn nè. Nồi chiên. Hướng dẫn sử dụng cắm nguồn, kéo lòng ra cho thực phẩm vào. Đảm bảo chiều cao của thực phẩm không vượt quá chiều cao của lòng. Cho lòng chiên trở lại nồi và đến nghe. Ồ, tính ra cũng dễ sử dụng mà. Sau khi kết thúc chung trì nướng, nồi sẽ kêu tiếng đinh, trượt lòng ra lấy thức ăn và thưởng thức. Không chạm vào nồi chiên khi đang trong hoạt động, chỉ giữ tay cầm để di chuyển nồi. Như thấy hướng dẫn thì cũng đơn giản á, phiếu bảo hành 12 tháng. Rồi. Giờ khui nồi ra nha. Ô. Sao cầm cờn dữ người ta? Thấy cầm cờn dữ vợ. Mình cắt đúng chiều thùng mà sao gỡ ra thấy cồng kềnh quá. Nó cứng ngắc rồi cả nha. Xách ra rồi, cố lên. Đây. Wow. Rồi. Hồi giờ có thấy ai ăn bít ăn bít bóc đồ giống như em, khui đồ giống như em chưa? Dễ sợ. Giờ lật ngược lại nè. Nhìn cũng đẹp á cả nhà. Ở trên đây nó có bảng hướng dẫn đó nè, chiên khoai tây thì bao nhiêu phút, chiên bánh trứng, chiên khoai lang, chiên bánh quy, đậu phộng, bắp rang bơ, đùi gà, cánh gà, thịt xiên, bít tết, cá nướng, tôm nướng. Bây giờ mình lột ra mình xài test thử luôn. Cái này con mua lâu rồi con nào, mà bữa nay con mới khui. Dạ, nồi chiên không dầu á. Dạ. Ê, ở trong đây nó có mấy, nó hình như nó tặng cho mình thêm mấy cái miếng để mình chiên á. Còn cái này là bỏ dưới trong đây. Cái này đi vệ sinh được không ta? Cầm cái này đi vệ sinh được không? Chiên nó không vàng hả? Nó có một cái mặt kính chỗ đây này, mình có thể nhìn vô mình thấy đồ ăn của mình luôn. Rồi bây giờ mình sẽ test nha. Khui cái này ra luôn. Sale bạc chỉ dùng cho bánh. Vậy mình dùng cho đậu chiên được không? Mình lấy một miếng đi. Rồi bây giờ Nhi sẽ lấy đậu chiên của mình ra rửa rồi cắt khúc. Lúc nãy Nhi mua 10 miếng đậu hũ để mình chiên thử nha. Thì mình sẽ rửa qua nước đã. Rửa qua nước rồi mình mới chiên. Cái chỗ mà Nhi mua đó là lò làm đậu hũ nóng luôn. Nên là miếng đậu hũ nhìn nó còn mới, nhìn rất là thơm. Mình rửa qua nước. Bây giờ Nhi sẽ cắt nhỏ ra mà không biết cắt nhỏ kiểu nào ta. Nhi nghĩ là cắt mỏng ra một cho nó dễ dàng. Rồi mình sẽ cắt từng làm đôi hả? Làm đôi hay làm ba ta? Làm ba luôn đi. Cắt một miếng như thế này được không ta? Cỡ như thế này. Hay là mình cắt to hơn? Cái này nhỏ quá, chắc là Nhi sẽ cắt to hơn. Nhi sẽ chuẩn bị hết tất cả các nguyên liệu rửa hết rồi. Xong rồi vô cho em bé cho má Nhi vô nấu. Cái món này thì Nhi cũng nấu được thôi, nhưng mà để cho má Nhi nấu thử Nhi ăn xem như thế nào. Với lại lâu rồi không có ít. Từ lúc mà Nhi đi học, từ 15-18 tuổi mình vô Sài Gòn mình đi học tới giờ, mình cũng ít khi mà ở nhà ăn cơm má nấu đó, nên là sẵn cơ hội này ăn cơm má nấu. Ngụy biện cho sự lười biếng.
Cái nồi tạm để đây để mình test thử nha. Ủa? Sao mở ra? Giật ra. Để anh thử lại coi. Nhấn nút đâu, có cái nút này có nhấn được đâu. Giật ra. Cái nút này cứ ngắt à. Cái này chỉ là làm kiểu thôi chứ không có ấn được nha. Bây giờ mình sẽ xếp đậu vô cái khay này. Cái nồi này là có thể nướng được, chiên được một con gà luôn. Mà thấy sao thấy nó nhỏ mà sao quảng cáo nói là chiên được gà ta? Mà thấy cái nhỏ xíu à. Như chắc không có đủ hết 5 miếng đâu cả nhà. Chắc hết nhiêu đây rồi rồi mình chiên xong mình tính tiếp. Mình xem mẻ đầu tiên như thế nào, lần đầu tiên Nhi sử dụng cái nồi này xem như thế nào nha. Bây giờ ở trong hướng dẫn này là chiên khoai tây trong vòng 190 phút. À lộn, 190 độ. 190 độ. 60, 70, 80, 90. Giữ cái ta. Cầm điện lên. Và chiên trong vòng 12 đến 18 phút thì mình sẽ chọn 15 phút. Đây nè cả nhà, quay ra đây. Mình nhìn khi mà nó chạy á, nó sẽ có đèn ở trong đây sáng lên và mình có thể nhìn vô trong. Không biết là có cô gì chú thím nào, chị em nào đến giờ vẫn chưa có sử dụng nồi chiên không dầu giống Nhi không? Chứ đây là lần đầu tiên Nhi tự mua nồi chiên không dầu về sử dụng luôn á. Đúng là mù công nghệ luôn. Kiểu quê mùa không cập nhật xu hướng cả nhà. Chứ bây giờ những người mà ăn heo thì người ta ăn giảm dầu mỡ là người ta sẽ sử dụng cái này nè. Ăn các món chiên người ta đỡ dùng dầu. Mà không biết là cái kết quả của cái việc chiên trong cái nồi này với lại chiên trực tiếp với dầu á thì sẽ như thế nào. Cả nhà nhớ đón xem hết video này nha. Khi Hòn dậy rồi nè cô chú ơi. Chào ông bà. Ngủ mà mắt sưng híp à. Hồi sáng ngủ dậy mắt sưng híp rồi. Bây giờ Nhi sẽ ẩm em bé cho má Nhi làm tiếp những khâu tiếp theo nha. Ừ, ẩm Hi Hòn nha, đi dạo nha. Cười lên cái nè. Cười lên cái cho vui, vui mùa xuân trở về coi. Cười, cười không có tươi đâu, cười gượng quá à. Đây Hi Hòn đây. Hi Hòn đây. Chào ông bà cô chú, Hi Hòn gần 5 tháng rồi nha. Ngủ dậy không chải tóc đâu, sao tóc lù xù vậy con? Sao có mấy cọng nó dỉnh dỉnh lên. Vuốt xuống đâu, nằm xuống đâu. Bánh tét chiên đường mà. Cả nhà như thấy cái đầu á nó phồng lên nhìn rất là đẹp luôn nha. Đó. Lúc nãy như chỉnh thời gian là 15 phút. Sau đó là nó chín rồi, như lấy ra như tưởng đâu là nó sẽ vàng hai mặt luôn nhưng mà không, nó chỉ vàng có một mặt à. Sau đó là mình sẽ trở bề nó lại. Bây giờ thì đang trở bề lần, chờ nó khoảng 1-2 phút nữa là nó sẽ ra. Nhĩ đầu tiên thấy nó phồng nhìn rất là hấp dẫn luôn ha. Còn đây cô Năm đang cũng chiên cá sốt cà chua luôn cả nhà, cá ngừ chiên sốt cà chua với canh rau, canh củ qua. Ê, nó nhảy rồi, mình sẽ kéo ra thử nha. Ồ, cũng vàng cũng giòn cả nhà, được không? Nhưng mà cái cũng giòn nhưng mà cái độ vàng của nó không không bằng chiên bằng bằng dầu bình thường. Có cái chiên cái này cũng ăn cũng được, cũng cảm thấy là nó phồng phồng cũng ngon á, cũng ok. Chỉ cần điểm cái là hao điện, quá hao điện luôn. Chiên có nhiêu đây mà phải mất tới 30 phút. Chiên có mấy miếng như thế này mà mất 30 phút vậy thôi cả nhà. Giờ mình sẽ gấp ra và để mẻ tiếp theo vô. Nó còn nóng nên nó mềm, mà như nghĩ là lát nữa nó nguội nó sẽ cứng lại. Ôi, gấp ra. Không. Nhi đã chắc hết luôn cái mấy miếng còn lại vô trong một nồi luôn để làm chung một mẻ luôn cả nhà. Chứ mình tách ra làm 3 lần thì lâu quá. Một lần 15 phút mà phải chở hai bề là hết 30 phút rồi. Mà mình làm 4 lần như vậy là hết 1 tiếng rưỡi. Bây giờ rút ngắn thời gian làm tiếng thôi. Còn Huy Hòn này, cho nằm lên lên nôi tự nằm chăn dịch. Chăn dịch hả con? Chăn dịch hả? Con chăn dịch hả? Bữa nay biết kéo áo lên bỏ vô miệng liếm nha cả nhà.
tay chưa biết cầm đồ chơi đâu, nhưng mà biết là quơ cái gì cũng kéo cho miệng hết á. Ủa chưa xong rồi má. Đúng rồi, tôi bảo làm cho. Phải trước hả? Nguyên một chảo sốt cà chua với nấm này cả nhà. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Rất là bò lem luôn. Còn bên kia là rau với lại là bắp luộc để ăn chấm cái nước chấm này nè, nước sốt này nè. Mình ăn. Có một chảo đầy luôn, nhiều luôn để cả nhà mình ăn hết luôn. Đồ ăn đã nấu xong rồi cả nhà. Hấp dẫn chưa? Đậu hũ với lại nấm rơm sốt cà chua. Chờ một chút nữa thì mình sẽ dọn cơm cho nhà mình ăn luôn. Cái này là canh khổ qua nấu với lại cá ngừ. Rồi bên này là cũng là cá sốt cà chua luôn. Rồi có rau luộc. Rau luộc với lại xà lách nữa, xà lách ăn sống. Bây giờ mình sẽ múc đồ ăn ra nha. Đồ ăn đã dọn ra rồi cả nhà. Có thêm rau luộc với đậu bắp luộc, xà lách để mình ăn sống. Cái này là cơm mua sáng để cho anh Thép ăn sáng mà chưa ăn kịp ăn. Giờ ăn trưa luôn rồi. Mời cả nhà ăn trưa nha. Mời cả nhà ăn trưa. Hôm nay có Huy Hoàng, quay Huy Hoàng luôn nè. Cập nhật tình hình bữa giờ Huy Hoàng làm được tháng mấy rồi phải không? Tháng mấy rồi. Bữa nay nhìn trắng trẻ đẹp trai ghê ta. Dạ là gì có. Làm gì có. Nhưng mà thấy nó thấy Huy Hoàng tốc độ vẫn còn chậm nha cả nhà. Dạ. Cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm nha. Kiểu mấy bữa Nhi với lại em Trang cũng làm cho Huy Hoàng tăng tốc độ lên á. Nhưng mà mỗi lần nó tăng tốc độ xong cái hôm sau nó nghỉ hả cả nhà. Nó mệt đó, đúng không Huy? Dạ, không có. Không có hả? Vậy tăng chút nha. Tăng tốc độ lên á, tăng thời gian á. Thì từ 1 tiếng 45 phút mình xuống còn 1 tiếng nữa. Mà mất gì trắng. Để thử cái món đậu hũ chiên sốt cà chua. Mời cả nhà. Ok ta. Làm nhanh vẫn được mà. Làm nhanh nó mệt quá. Làm nhanh nó mệt quá. Mọi người ơi. Một tay. Một tay. Đi làm phải chịu chứ. Tập. Em phải tập từ từ. Cho nó cứng cái tay của mình á. Đi đâu. Nào chiên giòn thay. Giòn. Ở đó chú Thép đi làm công ty là không thấy tay không? Chắc thấy gì? Làm không thấy tay. Dạ không nhanh. Thấy tay nhanh mà không thấy tay luôn đúng không? Bóc bánh chỉ cần chậm 2 giây thôi. Ứ nè. Mà ứ một mình ứ là nguyên dây chuyền xe mấy chục người bị ứ theo. Nên cái tay 8 tiếng á. Bóc 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 bóc. Cái tay gì nè. Đó liên tục. Em cũng nói kêu em mà vô mà làm bánh chiên này mà em đứng một công độ rồi đó mà em làm quá lâu rồi mấy người sâu lên ứ cái lắm. Nên mình nhờ mình làm vậy á, mình phát triển được cái bản năng của mình, phát triển được cái não bộ mình nữa. Tại khi mà mình làm chậm á, tốc độ nó chậm á, từ từ cái bộ suy nghĩ của mình nó cũng chậm theo mình luôn. Nên mình làm sao mà vừa phát triển được cái tay của mình, phát triển được tất cả cơ thể mình rồi phát triển được cái đầu luôn. Nó phát triển chung với nhau á. Nhanh là mắt rồi nó đảo nhanh lắm. Còn con làm ê, như cái tốc độ như slow motion vậy á. Lâu ngày đề tháng nó sẽ hình thành cái thói quen đó. Là quen luôn á em. Nó quen. Nên mình chẳng thà mình làm nhanh mình ra mình nghỉ một tí mình vô làm lại. Nhưng mà mình phải cái tốc độ mình phải tăng từ lên. Em làm nhanh hết khả năng của mình xong rồi. Em nghĩ giải lao 15-20 phút gì đó xong em vô làm tiếp. Cho đỡ mệt. Thì em cứ mệt em ra hoài á, bữa trước không ừ. Rồi đỡ mệt rồi em vô lại. Nhưng mà tiếp. Ăn cơm chưa xong thì đi ngủ. Chứ ăn cơm chưa xong em không ngủ em bắt điện thoại không à.
với mọi người. Quen rồi. Quen rồi hả? Nó kêu nó ngủ không ai kêu dậy được. Anh phải ngủ dậy trong lớp mời. Ngủ dậy sớm trong lớp mời. Bạn nào mà muốn với anh đi làm công nhân thử chừng 10 năm thôi. Vô công ty nó bắt có hạn. Bao nhiêu luôn? Làm không thấy tay luôn chứ. Trà hủ chiên cái nồi này ngon. Thấy nấm bàn hả? Nhà Nhi mới ăn cơm trưa xong rồi cả nhà. Giờ thì Nhi sẽ đi dọn và đi nghỉ trưa nữa. Hôm nay phải nói là một bữa cơm rất là ngon luôn. Món ăn này má Nhi nấu đúng tuyệt vời. Giờ thì Nhi xin phép kết thúc video ở đây luôn. Mình sẽ tranh thủ dọn dẹp và đi nghỉ trưa. Chiều mình qua shop một chút. Thường thường buổi chiều thì Nhi sẽ qua shop làm các công việc ở shop. Còn ban ngày á thì đa số là ở bên nhà trong em bé, với lại Nhi có đang học thêm bộ môn viết thư pháp á, nên mình cố gắng ở nhà mình luyện tập thêm. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo nha. Bye bye.